Chỉ có vài bước thì bạn có thể tự mình thay mới một con bóng đèn tiếp 1m2 này cho nhà mình nhé, mà không cần phải gọi điện đến thợ điện. Tiếp tục những video hôm nay thì hướng dẫn bạn là lắp đặt hoặc là thay sửa những cái bóng đèn tuýp dài 1m2 như này. Đây là những loại tuýp LED ngày xưa thì nó là những cái bóng đèn huỳnh quang, rất là tốn điện, 60W và cường độ phát sáng rất là thấp. Nhưng mà nay bây giờ chúng ta sẽ thay thế bằng công nghệ LED rồi, công nghệ diode phát quang, giúp cho bạn tiết kiệm thêm điện năng khoảng 80% và cường độ sáng gấp 2 lần nha bạn nhé. Đấy, đây là những bóng tuýp này, dành cho những cái nhà mà không dùng trần thạch cao nhé, không dùng trần gỗ. Thì đây là những cái này, đặc biệt là khu vực nông thôn, chúng ta làm những nhà đơn giản thôi thì chúng ta làm những bóng tuýp này vừa hát sáng với góc chiếu rộng và tiết kiệm điện. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Để lắp đặt và thay sửa con này thì luôn luôn bạn phải cần chuẩn bị những cái công cụ cần thiết. Ở nhà thì lúc nào phải có những thứ như này: bộ bút thử điện, kìm tô vít. Đó. Chúng ta sẽ cùng tiến hành nha. Nó đều ở trong hộp cắt tông. Rúp. Đấy. Sản phẩm bao giờ cũng được ở trong hộp cắt tông. Và nhà sản xuất thì cho bạn luôn đầy đủ. Đầy đủ luôn nhé. Từ vít nở để chúng ta có thể tiến hành thi công. Đấy. Khi bạn mua về để sửa chữa cũng có đầy đủ hết rồi, không cần phải lo. Đấy. Thì chúng ta bóc ra một cái đèn dài này thì trong đây đã có sẵn. Đây, có sẵn luôn dây kết nối rồi. Dây nguồn này. Dây nguồn để đảm bảo rằng là ví dụ như là cái dây chờ của bạn sẵn ở trong tường cách đấy khoảng 3-40 phân, bạn có thể dịch vào để cho cái đèn nó cân vào cái vị trí cũ nhé. Đấy, chúng ta làm rất đơn giản thôi. Tháo ra. Đúng không? Tháo ra hai cái cá tai này đây. Có sẵn lỗ chờ rồi. Có sẵn vít nở. Chỉ việc xiết nó lên trên tường bằng hai cái này. Cái này hoàn toàn có thể dịch ngang, dịch phải đều được ở đây bạn này. Đấy, khi mà bạn lắp thay sửa rất là đơn giản thôi. Bước tiếp theo là để đấu nối cái dây nguồn này, dây từ đèn ra đối với cả dây nguồn rồi. Thì đảm bảo rằng bạn phải tắt được công tắc rồi nhé. Tắt công tắc, nếu như mà công tắc chưa tắt hết thì nhớ kiểm tra bằng bút thử điện để kiểm tra là, đúng không? Kiểm tra nguồn điện đã được cắt hết rồi. Chỉ tra đấu nối. Có mấy cách thức đấu nối, bạn có thể dùng đưa cái kẹp nhanh ấy. Đấy. Chúng ta có thể kết nối giữa cái điện của con đèn này với dây nguồn nhà mình bằng băng dính điện là một. Hoặc là cái cầu kẹp nhanh này. Nhanh. Thi công rất là nhanh, đơn giản. Đó. Mình có thể kẹp đây. Kẹp vào. Nhanh. Để đấu nhanh, có nghĩa là chúng ta lần sau chúng ta thay sửa cũng nhanh hơn. Đó. Kết nối xong cái phần này, khoan treo này lên tường và chúng ta chỉ việc sập vào thôi. Gắn cái đèn này lên trên tường hoặc là trên trần, đúng không? Sau đó kiểm tra bật lại công tắc nguồn để bảo đèn mới đã sáng chưa. Đây là cách đơn giản thôi, chỉ có vài bước thì bạn có thể tự mình thay mới một con bóng đèn tuýp 1m2 này cho nhà mình nhé, mà không cần phải gọi điện đến thợ điện. Nếu như mà có những vấn đề liên quan đến các loại kỹ thuật đèn khác mà bạn không thể tự sửa được thì hãy để lại comment ở dưới video này, hoặc là liên hệ với những đơn vị thi công chuyên nghiệp hơn để được sự hỗ trợ nhé. Và bạn đang xem video của kênh Dũng Đèn LED mà bạn thấy hay hữu ích thì hãy nhớ like, comment hoặc là nhớ đăng ký kênh của Dũng Đèn LED để đón nhận nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào.